Hậu đăng ký kết hôn, Ngọc Trinh đăng đàn ẩn ý chuyện bị sân si. Sau khi đăng ký kết hôn với bạn trai Hoàng Thiên Tây, Ngọc Trinh nhanh chóng phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội. Với sức hút vốn có, đời tư của nữ người mẫu cũng bị đào lại. Điều này dường như vô tình khiến Ngọc Trinh nhận về những bình luận kém duyên từ cộng đồng mạng. Do đó, phần nào thúc đẩy nữ người mẫu phải lên tiếng phản pháo. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: những người giàu hơn bạn là những người đã cố gắng hơn bạn rất nhiều. Những người thành công hơn bạn là những người nỗ lực gấp 100 lần bạn. Nên nhìn thấy vinh quang của người khác bạn không phải ghen tức, bởi vì người ta đã trả giá nhiều hơn bạn. Đừng đổ lỗi cho cái nghèo của mình, đừng trách sự may mắn của người khác. Hãy kiểm điểm sự lười biếng, bất tài, vô dụng mà thích sân si của bản thân đi, Ngọc Trinh viết. Động thái của Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Cùng với dòng trạng thái trên, nữ người mẫu còn đính kèm đoạn video thoải mái thả dáng bên chiếc siêu xe của cô. Được biết, Ngọc Trinh đã chi ra một số tiền khủng, khoảng 4 tỷ đồng để sở hữu vật phẩm này. Ngọc Trinh hé lộ, nhìn vào lúc này, mọi người đều nói tôi đang sống trong hào quang, nhung lụa của sự may mắn từ trời rơi xuống sẵn. Nhưng thực sự đâu ai biết được rằng những gì tôi đang có không phải là mới có. Tôi đã gây dựng từ 10 năm nay với nhiều mảng kinh doanh khác nhau. Trong đoạn video này, Ngọc Trinh xuất hiện lẻ bóng và không có sự hiện diện của bạn trai, chồng sắp cưới Hoàng Thiên Tây. Ngoài ra, Ngọc Trinh còn sở hữu một căn biệt thự rộng rãi, hiện đại từng xây để tặng ba má. Tuy nhiên, ba má của nữ người mẫu chỉ thích ở nhà vườn nên cô đã đăng bán bất động sản này với mức giá hơn 100 cây vàng, khoảng 10 tỷ đồng. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.